Thưa quý vị, dự kiến từ tháng 4, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ chi trả tiền an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID thay vì dùng tiền mặt như hiện nay. Để chi trả được tiền, ứng dụng sẽ tích hợp tài khoản thanh toán cho những người thuộc diện được hỗ trợ. Việc trả tiền qua ứng dụng sẽ đảm bảo công khai, minh bạch đúng người. Người dân chỉ cần vào ứng dụng sẽ theo dõi được toàn bộ quá trình kết quả chi trả theo Bộ Công an do tính pháp lý chưa hoàn thiện nên trước mắt việc này sẽ triển khai thí điểm để có đánh giá tổng kết. Bước đầu việc chi trả chỉ thực hiện bằng tài khoản liên kết trên VNEID, sau đó mục tiêu hướng tới là mỗi người dân sẽ có một tài khoản an sinh xã hội riêng.